Đây là nhà dài truyền thống của người Ê Đê. Rất là đẹp các bạn ạ. Ở đây thì họ đang đầu tư làm một cái nhà rất là bài bản để tượng trưng cho tượng trưng và gìn giữ cái bản sắc văn hóa của đồng bào người Ê Đê tại địa phương đây. Nhà rất đẹp các bạn ạ. Một cái nhà gỗ to. Và đây cũng là cái ở trong khuôn viên của bảo tàng và dinh thự Bảo Đại luôn. Và cũng là một cái nơi là để diễn ra cái lễ hội festival cà phê. Một cái ngôi nhà dài này á thì bằng con mắt của mình nhìn thì hiện tại nó chắc đến dài phải đến cả 50 mét các bạn ạ. 50 mét. Mà chuẩn của nhà dài luôn. Và theo như mình quan sát thì hai cái cột chính ở ngoài này á là to hơn ở cột ở bên trong các bạn ạ. Đây này, cái cột chính ngay ở ngoài gần hai cầu thang đi vào này nhé. Hai cột này là to hơn. Một cái nét đẹp bản sắc mà giữ gìn được cho tới bây giờ. Các bạn nhìn này, ở trên này thì họ đẽo làm toàn bộ cây là tròn hết. Rất là cầu kỳ nhé. Vâng, đây các bạn nhìn này, cái cột ở đây là cột ở bên trong thì nó nhỏ hơn là cái cột ở đây. Đây cái cột này, các bạn nhìn so sánh này. Cột này giống như kiểu là gọi là cột chính đi vào ấy. Cái đường kính này phải hai người ôm các bạn ạ. Hai người ôm thì mới xẻ được. Một cái biểu tượng cho nhà dài truyền thống. Xây dựng rất là kiên cố nhé. Hay ở đây trong này thì lại cái cây dọc các bạn ạ, đây cho bạn xem, cho mọi người xem đây đấy. Ở đây thì cái cây đã đặt ngang rồi nhưng trong này thì lại đặt dọc này, và hầu như là tròn ở trên cái ván giải như này là ván rồi nhé. Ủa, cái cây rất là to các bạn nhé. Đây họ nối nhau ở ngay khúc này, nối nhau đây, đẹp tuyệt vời luôn. Cái nhà dài này á, nhà dài truyền thống mà độc đáo này thì ở tại trong trung tâm khu vườn bảo tàng nhé, ở kế bên là dinh của Bảo Đại luôn. Thật là tuyệt vời. Để mình sẽ đếm cho mọi người xem coi là ở nhà này, nhà dài này là bao nhiêu cái cột nhé. Ở kia thì mình sẽ đếm là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16. 16 là thành 32 cột các bạn nhé. Cái nhà này tới 32 cây cột. 32 cây cột. Quá là khủng khiếp. Và chiều cao của cái cột này tính từ mặt nền á, thì theo như mình đoán thì tầm khoảng trên 2 mét các bạn ạ. Trên 2 mét. Rất là độc đáo nha. Để có dịp thì mình sẽ đi vào, đi lên trên nhá. Khi nào bên quản lý họ cho mở cửa thì mình sẽ đi lên, mình review ở bên trong căn nhà này cho mọi người xem nhé. Đây này các bạn này, đó ở phía bên đằng này cũng có một cái cây cầu thang luôn, có một cái cầu thang. Nhà dài truyền thống thì được thiết kế hai cái cầu thang ở lên cửa chính nha các bạn nhé. Thì
Cái cửa chính sẽ được thiết kế hai cầu thang, một cầu thang thì được gọi là cầu thang cha, một cầu thang thì gọi là một cầu thang mẹ. Đây, nói về cầu thang cha và cầu thang mẹ thì mọi người nhìn thì sẽ biết được là cầu thang nào cầu thang cha và cầu thang nào là cầu thang mẹ, đúng không ạ? Đây, cầu thang mẹ thì có hai cái bầu sữa, hai bầu sữa đấy, tượng trưng cho là người mẹ nhé. Còn bên phía bên tay trái á, thì là cầu thang cha, tay trái của mình thôi nhé. Còn bên đúng là thì bên tay phải của cửa chính của nhà là cầu thang cha. Thì mình cũng tìm hiểu sơ về cái phong tục của người ấy đây, thì cầu thang mẹ thì được đi lên, cầu thang cha thì đi xuống. Và đi lên thì có hai bầu sữa, thì mỗi lần đi bước lên thì sẽ chạm vào bầu sữa. Đây các bạn nhìn lại đó, cái nhà dài đấy các bạn nhìn, nhìn một cái góc đấy. Vâng, cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Mình xin kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.